Tôi hiện đang công tác tại trường phi công bay Việt. Trường phi công bay Việt là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam với nhiệm vụ là đào tạo và huấn luyện phi công cơ bản, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho hàng không quốc gia. Tại trường phi công bay Việt chúng tôi có rất nhiều loại hình đào tạo, từ đào tạo bay cơ bản, huấn luyện tại nước ngoài và đào tạo các chứng chỉ để chuyển sang bay tại Vietnam Airlines. Trường phi công bay Việt hiện có cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo lý thuyết và đào tạo buồng lái mô phỏng và cơ sở tại Rạch Giá với hai máy bay Technam P28 sử dụng để huấn luyện bằng lái phi công tư nhân Private Pilot License. Đây là một trong những năng định cần thiết trước khi chuyển các bạn sang nước ngoài để huấn luyện đào tạo. Hiện tại ở trường phi công bay Việt chúng tôi có hai lĩnh vực đào tạo chính. Đầu tiên là đào tạo lý thuyết với bằng lái phi công vận tải hàng không và lĩnh vực đào tạo thực hành với lại thực hành bay Private Pilot License tại trường phi công Rạch Giá. Các chứng chỉ như là phối hợp tổ lái nhiều thành viên MCC, làm quen với máy bay phản lực jet farm và làm quen với tình trạng không mong muốn của máy bay là upset recovery training. Để trở thành một phi công thương mại, đặc biệt là phi công thương mại tại Vietnam Airlines, chúng ta cần có một số năng lực và chứng chỉ cần thiết. Trong đó các bạn sẽ cần là 3 bằng lái, đó là bằng lái phi công tư nhân, bằng lái phi công thương mại và chứng chỉ điều khiển máy bay bằng thiết bị. Đối với lại bằng lái phi công tư nhân PPL Private Pilot License, hiện nay trường phi công bay Việt có thể đào tạo các bạn hoàn toàn tại trường bay ở dưới Rạch Giá với quãng thời gian khoảng tầm 16 tuần, tương đương với khoảng 4 tháng. Sau 4 tháng các bạn sẽ được gửi ra những trung tâm đào tạo ở nước ngoài như là ở Mỹ, ở châu Âu hoặc ở Nam Phi để hoàn thiện hai năng định còn lại. Đó là năng định bay bằng thiết bị và bằng lái phi công thương mại. Giai đoạn này kéo dài khoảng từ 12 tháng đến 18 tháng tại nước ngoài. Sau khi hoàn thành những năng định ở tại nước ngoài, các bạn sẽ quay trở về học tại bay Việt với chứng chỉ lý thuyết phi công vận tải thương mại, chứng chỉ điều khiển máy bay với buồng lái nhiều thành viên, chứng chỉ làm quen với máy bay phản lực. Toàn bộ giai đoạn này sẽ kéo dài trong khoảng 6 đến 8 tháng. Một hành trình để có thể trở thành một phi công thương mại kéo dài khoảng từ 24 cho tới 36 tháng, tùy vào những địa điểm và tùy vào thời gian mà các bạn sẽ hoàn thành khóa học. Trường phi công bay Việt tuyển sinh học viên liên tục với những yêu cầu cơ bản là tốt nghiệp phổ thông trung học. Các bạn cần phải có một cái nền tảng tiếng Anh tối khoảng 700 điểm và một sức khỏe tốt được đánh giá bởi trung tâm giám định sức khỏe được phê chuẩn bởi Cục Hàng không Việt Nam. Sau khi đạt đủ những điều kiện như vậy, các bạn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ vào để được chúng tôi đánh giá và huấn luyện trở thành phi công. Tại trường phi công bay Việt thì chúng tôi nhận hồ sơ và tổ chức phỏng vấn hàng tháng. Hiện tại chúng tôi đang có 10 khóa học viên thực hiện nhiệm vụ bay tại trường bay dưới Rạch Giá. Nên là nếu các bạn có mong muốn trở thành phi công thì xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ với lại trường phi công bay Việt để có thể được phỏng vấn, đánh giá và xây dựng một lộ trình dành riêng cho các bạn. Đối với một học viên mà muốn trở thành một phi công chuyên nghiệp thì đầu tiên các bạn nên trang bị cho mình một nền tảng kiến thức tốt, đặc biệt là tiếng Anh, vì tiếng Anh là môi trường giao tiếp tiêu chuẩn đối với lại ngành hàng không. Bên cạnh đấy các bạn cũng cần một sức khỏe rất là tốt để có thể thực hiện được nhiệm vụ bay không kể ngày hay là đêm, không kể ngắn hay là dài. Và điều cuối cùng là một ước mơ và một hoài bão để trở thành một phi công chuyên nghiệp. Tôi cho rằng điều đó là điều quan trọng nhất để có thể trở thành một phi công, đặc biệt là phi công vận tải Vietnam Airlines. Với 15 năm kinh nghiệm huấn luyện và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam, chúng tôi tự tin rằng khi các bạn đến với trường phi công bay Việt, đặc biệt giai đoạn huấn luyện tại trường phi công bay Việt tại cơ sở Rạch Giá với bảng lái PPL sẽ giúp các bạn nâng cao được hiệu quả
và chất lượng đào tạo, qua đó rút ngắn được thời gian hoàn thành khóa học. Vietnam Airlines, vạn dặm nâng niu.